Vâng, cảm ơn bà con trở lại với miền Tây Hậu Giang. Thì hôm nay miền Tây Hậu Giang tiếp tục cập nhật cho bà con mình biết thông tin tình hình dịch bệnh COVID trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đặc biệt hôm nay ngày 25 tháng 7, thông báo hỏa tốc, thông báo tìm người có liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Liên quan đến một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 mới ghi nhận trên địa bàn ấp Tân Thạnh Tây, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Cụ thể, trường hợp bà Lê TTV là công nhân đang tạm nghỉ việc do công ty tạm dừng hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Trong thời gian nghỉ việc, bà LTTV có lấy thịt heo từ gia đình bà con tại chợ Tha La, đã ghi nhận chùm ca bệnh của người trong cùng gia đình ở ổ dịch số 4, xã Thành Hòa, huyện Phụng Hiệp, để về bán lại cho người dân ở ấp Tân Thạnh Tây và các ấp lân cận trên địa bàn. Vâng, thì chi tiết các bản thông báo như thế này. Liên quan đến một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 mới ghi nhận trên địa bàn ấp Tân Thạnh Tây, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Cụ thể, bà LTTV là công nhân đang tạm nghỉ việc do công ty tạm ngừng hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội do theo chỉ thị số 16. Trong thời gian nghỉ việc, bà LTTV có lấy thịt heo từ gia đình người bà con tại chợ Tha La, đã ghi nhận chùm ca bệnh của nhiều người trong cùng gia đình tại ổ dịch thuộc 4 xã Thành Hòa, huyện Phụng Hiệp, để về bán lại cho bà con trong ấp Tân Thạnh Tây và các ấp lân cận trên địa bàn. Sở Y tế Hậu Giang thông báo, những ai đã từng đến các địa điểm hoặc có tiếp xúc với bà LTTV, địa chỉ ấp Tân Thạnh Tây, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7. Những ai đã từng đến mua thịt heo của bà LTTV tại ấp Tân Thạnh Tây, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A vào ngày 18 tháng 7, 2021, đề nghị liên hệ ngay với trạm y tế địa phương nơi cư trú để khai báo y tế hoặc liên hệ số điện thoại trên đường dây nóng của Sở Y tế 0967 971515 hoặc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh 0961 653088 để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 kịp thời. Vâng, thì đây là một cái thông báo hỏa tốc đối với một trường hợp vừa dương tính với SARS-CoV-2, mà cái ca này là một người công nhân đã tạm nghỉ việc lấy thịt heo của người bà con ở chợ Tha La, mà người ở chợ Tha La này là một chùm ca bệnh những ngày trước đã có thông báo, chùm ca bệnh liên quan đến lò giết mổ gia súc. Cho nên hôm nay thêm một cái trường hợp ở ấp Tân Thạnh Tây, xã Tân Phú Thạnh. Thì bà con nào có đến cái tiệm bán thịt của bà LTTV ở ấp Tân Thạnh Tây, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang trong những ngày từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7 thì liên hệ ngay đến trung tâm y tế gần nhất để được lấy mẫu xét nghiệm. Vâng, thì miền Tây Hậu Giang cập nhật nhanh đến bà con của bác mình cái thông tin rất là quan trọng ha. Thì cảm ơn bà con mình theo dõi video, nhờ bà con mình chia sẻ video để cho nhiều người biết liên quan đến cái trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2 ở địa bàn ấp Tân Thạnh Tây, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Thì có những thông tin nhầm mới thì miền Tây Hậu Giang tiếp tục cập nhật cho miền Tây bà con mình biết ha. Vâng, thì hẹn lại cô chú trong những video tiếp theo trên kênh miền Tây Hậu Giang. Có những thông tin nào mới thì miền Tây Hậu Giang sẽ cập nhật cho bà con mình biết ạ. Vâng, hẹn gặp lại bà con mình trong những video tiếp theo. Nhờ bà con mình chia sẻ cũng như đăng ký để tiếp tục được cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh miền Tây Hậu Giang. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại ạ.